Xin chào mừng tất cả quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Huyền Vi Bất Động Sản Bình Dương, lại tiếp tục cập nhật sản phẩm mới. Hôm nay em sẽ review một lô ở khu Y Mỹ Phước 3 Bến Cát Bình Dương để cho tất cả quý anh chị và các bạn, những ai muốn đầu tư đất khu vực khu Y Mỹ Phước 3 thì cả nhà hãy xem hết video này ha. Hiện tại em đang đứng ở trước mặt lô đất mặt tiền đường này là 8m nha, đường bê tông 8m và mỗi bên vỉa hè 4m nữa, tổng là 16m ha. Xung quanh đây dân cư ở khá là nhiều rồi ha. Cây xanh, vỉa hè, đèn đường rất là đẹp và thông thoáng luôn ạ. Và đây chính là lô đất mà em muốn giới thiệu cho tất cả quý anh chị và các bạn. Thì lô này bắt đầu từ vạch màu đỏ bên này nha, màu đỏ bên này sang tới với vạch màu đỏ bên này thì ngang 5 và dài 30 ha. Ngang 5 và dài 30. Thổ cư 100%, đã có sổ hồng và ký công chứng ngay. Lô này rất là vuông vắn và đẹp nha, không có dính hố ga này. Đằng trước có cây xanh ở đằng trước nhà này. Nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Mát mẻ, thoáng mát luôn. Thì chúng ta mua đầu tư lô này để xây trọ cũng được mà mua ở cũng được. Nhưng mà hầu như đa số anh chị em ở đây chúng ta xây trọ là nhiều. Bên cạnh cũng có nhà trọ rồi nha cả nhà nha. Thì lô này có tổng ngang là ngang 5, dài 30, 100m, 150m và thổ cư 100%. Và giá của lô này là 1.680.000 nha. 1.680.000. Rất là thích hợp cho quý anh chị và các bạn mình đầu tư ở khu vực này. Và với tài chính thấp thì bên chủ cũng có hỗ trợ vay ngân hàng cho những anh chị nào mà tài chính mình chưa đủ thì cũng có thể hỗ trợ ngân hàng. Bây giờ em sẽ lên xe để quay những cái tiện ích xung quanh cho cả nhà hình dung ha. Trục đường này chính là trục đường NI16 ha. Đường NI16 này. Ở đây hiện tại là đang xây nhà trọ. Đang xây nhà trọ rất là nhiều. Ở khu Mỹ Phước này thì Begamat quy hoạch với cái tổng thể rất là đẹp, như là đường thì tất cả những cái trục đường phụ thì là đường bê tông, nhưng mà đường rất là rộng nha cả nhà nha. Tổng 16m. Tính cả nếu mà nói về lòng đường thì là 8m, còn tính cả vỉa hè là 16m luôn. Nên là đường rất là rộng. Ở đây có xe container vào nữa nè cả nhà nha. Hiện tại là chắc là do anh container này là nhà có ở trong này nên là lái xe vào đây để nghỉ ngơi luôn. Ngơi hoặc là chở hàng vô trong khu vực này. Ở đây thì dân cư ở khá là đông rồi. Khá là đông. Và từ lô đất mà chạy lại những cái tiện ích xung quanh thì khá là gần nha. Khá là gần luôn. Ở khu Y này giáp với đường Vành Đai 4. Vành Đai 4 nè. Giáp với trường Đại học Việt Đức, với khu biệt thự Ecolex và bệnh viện Mỹ Phước 2 ha. Thì khi mà sau quay xong đoạn này thì em sẽ giới thiệu sơ qua để cho cả nhà hình dung ha. Đường này là đường NI13 song song với đường Vành Đai 4 ạ. Đường Vành Đai 4 ạ. Đây ạ, phía đằng trước đó chính là đường Vành Đai 4, là tuyến đường sẽ nối liền thông thương giữa Mỹ Phước 4 nè, đi ngang qua đường Đại học Việt Đức này, ngang qua khu biệt thự Ecolex và đi bữa sau sẽ nối liền với V-Ship 2 mở rộng là tuyến đường này ha. Tuyến này được rộng là 32m, tính cả vỉa hè nữa là 42m. Rất là rộng luôn. Thì sau này cái tuyến đường này nó nối thông qua với V-Ship 2 thì giá đất khu vực này còn tăng lên nữa ha. Và phía đằng trước em đây, ngay ngã tư này, đó chính là đường cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn nha cả nhà nha. Đây chính là đường cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn. Phía đằng trước, phía mà em đang quay video này sẽ chạy thẳng về với Sài Gòn nha, trung tâm thủ dầu 1. Đây là phía đằng trước đây nha cả nhà nha. Và hướng quay ngược trở lại đây sẽ chạy thẳng lên Bầu Bàng, Trơn Thành này, Bình Phước nha.
và còn phía đằng phía trước này sẽ chạy thẳng ra là trường Đại học Việt Đức và khu biệt thự Ecolac, còn hướng quay ngược trở lại sẽ ra với V-Ship 2. Từ lô đất mà đây còn từ lô đất mà chạy lại với đây là chính là trường tiểu học nha. Đây là trường tiểu học rất là lớn đúng không ạ? Quy mô rất là lớn luôn. Từ lô đất mà chạy là trường tiểu học này là chỉ có khoảng 50m thôi. 50m là đến với trường tiểu học này rồi. Nên là vị trí căn nhà trọ đó rất là đẹp để phù hợp cho chúng ta đầu tư. Nên quý anh chị và các bạn, những ai mà đầu tư khu vực đó thì cả nhà hãy liên hệ em. Và đến với tiếp theo đó chính là khu biệt thự Ecolac. Từ căn nhà mà chạy thẳng ra cái đường vành đai 4 đến với biệt thự với công viên Ecolac này thì chúng ta khoảng độ 200m. 200m là chúng ta đã đến với khu biệt thự Ecolac, là một trong những khu biệt thự vườn thiên đàng ha. Khu công viên rất là đẹp luôn. Buổi chiều ở đây anh chị em ra chơi này, hát ca múa rất là nhiều. Và từ lô đất mà chúng ta đi ra trường Đại học Việt Đức thì chỉ cũng có khoảng 300m trở lại thôi nha cả nhà nha. 300m trở lại. Khu công viên này nhìn rất là đẹp, rộng rãi. Đây nha cả nhà. Buổi chiều hay là những ngày cuối tuần á, khu công viên này tập trung rất là đông luôn. Hát múa này, ca nhạc này. Và từ vị trí lô đất chạy đến với trường Đại học Việt Đức thì khoảng 300m nha. Tại vì chúng ta đến với Ecolac là nó liền kề với trường Đại học Việt Đức rồi. Nó chỉ cắt nhau một trục đường quốc lộ 13. Quốc lộ 13 thôi cả nhà ha. Và tiếp sau đây đó chính là bệnh viện Mỹ Phước. Từ lô đất mà chạy lên với bệnh viện Mỹ Phước thì chúng ta chạy khoảng 2 km nha. 2 km là chúng ta đến với bệnh viện Mỹ Phước rồi. Vì thế quý anh chị và các bạn muốn đầu tư thì liên hệ em nhé.